Thiếu niên tỏa sáng quay lại với ngôi trường từng có nhiều câu chuyện nhân văn, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Chí Đức. Những cảm xúc chân thực. Con đứng tại đây xin được gửi lời đến cha mẹ một lời chân thành. Đó chính là xin cảm ơn vì đã cố gắng giúp con có thể tiếp tục vững bước trên con đường học tập. Những áp lực lần đầu được giải tỏa. Em bị bạn bè chê cười rất là nhiều. Những cái câu mà làm tổn thương đến em. Khi mà làm việc nhóm thì mấy bạn không có muốn chọn em. Năm sau Kim không có học ở đây nữa, tại Kim phải chuyển về Đà Lạt á. Nên là Kim muốn chúc là hãy mạnh mẽ lên và giữ liên lạc với Kim. Để lúc mà 30 tuổi Trúc chưa có chồng thì Kim sẽ rước Trúc về homestay của Kim và làm nhân viên ở trọng. Đón xem Thiếu niên tỏa sáng 21:30 thứ Bảy ngày 30 tháng 3. Phan Đình Tuấn, cậu học trò nhỏ dù mang trong mình căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo nhưng vẫn luôn có ý chí lạc quan và khao khát vươn lên. Những lúc đi điều trị bệnh tại Hà Nội thì nằm trên giường bệnh là Tuấn là đưa sách vở ra để tự học. Ước mơ của con là sẽ được làm bộ đội để bảo vệ đất nước có một cuộc sống bình yên. Diễn viên Trà My sẽ là người góp phần chắp cánh ước mơ cho cậu bé đầy nghị lực này. 3 2 1 xin chúc. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tại sao tôi phục tôi quá cơ. Chúc mừng chị. Trà My chúc cho gia đình của em Tuấn luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc. Dù có thế nào đi chăng nữa, trong hoàn cảnh nào chăng nữa thì cũng hãy cố gắng để vượt qua. Đừng bỏ lỡ Vì Bạn Xứng Đáng 20 giờ Chủ Nhật ngày 31 tháng 3 trên VTV3. Gia đình bạch quý, chơi thật nhiệt huyết, nhất quyết chiến thắng. Gia đình cây khế mình là gì nào? Anh Thế Trà Hoàng. Không thắng thì mình đâu thắng. Rồi ạ. Khi cả nhà chung sức. Cố lên, cố lên, cố lên. Mình đang thi đấu chứ phải đi dạo vườn hoa Nguyễn Huệ nha. Làm gì với gia đình tôi dữ vậy? Làm gì vậy? Sở trường được thể hiện đúng lúc. Rồi giật cái đuôi mạnh lên, giật cái đuôi. Trời ơi. Ủa sao vậy? Con ơi, đây là tiểu phẩm. Wow. Nhà ta là nhất, 21:15 Chủ Nhật ngày 31 tháng 3.